Phát hiện quái vật khổng lồ dưới đáy Bắc Cực. Các nhà khoa học Nga vừa phát hiện ra một quái vật khổng lồ dưới đáy biển Bắc Cực. Trong quá trình nghiên cứu thềm lục địa đại dương, các nhà nghiên cứu từ Viện Các Vấn đề Công nghệ Biển Vladivostok thuộc chi nhánh Viễn Đông của Viện Hàn lâm Khoa học Nga đã phát hiện thấy sinh vật lạ chưa từng biết đến, có kích thước rất lớn trong vùng biển Bắc Cực ở độ sâu hơn 1.000 mét. Theo lời kể của tiến sĩ khoa học Leonid Nosmot, thành viên đoàn thám hiểm thì họ đã thả máy thăm dò Clevenson xuống làm việc ở độ sâu từ 1.600 đến 2.000 mét. Sử dụng sự hỗ trợ của kỹ thuật đặc biệt, các nhà khoa học đã thành công trong việc quan sát thấy một thực thể rất lớn, có lẽ đang nằm ở lối vào hang của nó, còn quái vật tấn công bộ máy và lắc bộ máy từ bên này sang bên kia. Sau khi nâng Clevenson lên từ đại dương, các thành viên đoàn thám hiểm thấy rõ bằng mắt thường trên lớp vỏ kim loại có vô số vết lõm và vạch trầy xước. Các nhà khoa học đã tham vấn cùng với chuyên viên sinh học đại dương cho họ xem hình ảnh chụp quái vật, nhưng không ai có thể nhận biết thứ sinh vật này. Các chuyên viên sinh học đại dương nói rằng từ trước tới nay chưa từng gặp thứ gì tương tự. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.